nó ngã quằn đầu hết. Một chục bông là đủ, một chục bông cứng cái cậy luôn, ngắt. Quan trọng ở đầu ngoài này không bị lép nè. Ở đầu ngoài này lép, tôi gọi là lép gì em? Nó kêu thường thường, nó lép nhèo, bị lép nhèo. Lép nhèo. Em không biết cái tên là gì, em ngày qua nay em không có hỏi ai. Ngày qua cái mấy cái đầu kia bóp vô mềm xèo à, bóp vô nó, ở như nó ở trong nó không có gì á. Thì thường thường thì quảng cáo xuống này là chính chắc nó chạy. Tiệm vô chính chắc nó chạy luôn. À còn cái này cái cậy là em biết nè, còn cái đầu ngoài là cái đầu giặt. Thường thường cái đầu ngoài nó ít lép lắm mà. Em ngày qua bóp chục bông là hết 7 bông bị rồi. Thường thường nó tăng cậy nhiều cái đầu ngoài. Có hè thu á, hè thu thì bị mưa gió nó bị lép vàng. Lép vàng ha. Mấy đầu ngoài này bông có hết nè, lâu lâu nó có một hai vé không có thì nó phải bụt rồi chứ không phải. Đúng rồi, ít nhiều chứ làm gì nổi. Ai mà 100% chắc là làm kỹ sư hết luôn, đang gian nghiên cứu. Nó cũng phụ thuộc cái này đấy. Dạ, nè, như mấy cái này cứ ngắt hết rồi. Mà cậy em thấy nãy giờ chưa cái cậy nào lép hết nha. Có đầu ngoài có một hai bông chứ cậy chưa có nào lép hết á. Đi kia đi coi là không có một cái cậy nào, bớt không có cái cậy nào ấy, cứng hết. Thì đồng này lá đồng còn xanh mưa tươi, xanh bông mẫn. Cái gì nó làm nên cho cái xanh này anh sẵn? Kali với tim bị cháy. Kali với tim bị cháy. Xài cái chai này nó hơi mắc chút mà thấy nó đỡ cháy hơn ta. À. Chính thì buộc vẫn phải cháy vô không? Nhưng mà cái màu nó cháy mà chúng ta nó còn tươi hơn. Cây tươi hơn. Như cây này lên hình coi nó xanh lét luôn. Đầu tiên với Kali vô là nhìn nó biết liền nó trái chớm đầu hả ta? Đó là một rồi, nó chín tới mình đã chín tới.